Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đang đi lòng vòng ở cái khu vực Tây Nguyên. Mà tôi hỏi các bạn có tin nổi không, ở giữa trên cái đỉnh trời núi này mà còn đi cái phương tiện này. Đây. Đây đi cái phương tiện này đây. Tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới điều này nữa, các bạn tin nổi không? Đây xung quanh bốn bề là núi. Cao ngất ngưỡng trên đỉnh trời ở cách thành phố Đà Lạt 70 cây mà vẫn phải di chuyển bằng phương tiện này đây. Bốn bề là núi, tự nhiên giữa đi vẫn di chuyển bằng phương tiện này như miền Tây với lại miền Trung nữa. Nói chung là đẹp.